Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp là hướng đi chung của các trường nghề hiện nay. Để thực hiện mục tiêu này một cách có hiệu quả, cùng với định hướng đầu tư, quy hoạch ngành nghề phù hợp của các trường, còn đòi hỏi phải có sự liên kết, hợp tác chặt chẽ từ phía doanh nghiệp trong suốt quá trình đào tạo. Đào tạo gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp, chủ trương này đã được Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam Singapore triển khai từ nhiều năm nay. Với phương thức hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp trong suốt quá trình đào tạo, giúp cho học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành một cách sinh động, thiết thực. Ở trường cũng luôn luôn là gắn rất chặt với doanh nghiệp, tại vì trong doanh nghiệp thì cái phát triển của công nghệ nó rất nhanh. Thì để mà làm được cái này đó, thì bên trường cùng với doanh nghiệp là có sự phối hợp chặt chẽ. Thí dụ như doanh nghiệp khi có các cái đổi mới về công nghệ thì thường thường trao đổi trực tiếp với giáo viên. Mình đã cùng trao đổi với nhà trường để xem thử những cái môn học nội dung nào của ngành phù hợp với cái nhu cầu thực tế của công ty. Bên cạnh đó thì các bạn học viên là học thực tế ở học lý thuyết ở trường thì sẽ đến công ty thực hành, có cái thời gian thực tập và thực hành tại công ty dài hơn để trải nghiệm thực sự cái thực tế môi trường làm việc. Từ thực tiễn cho thấy các trường cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay luôn phải chịu một áp lực lớn, đó là làm thế nào để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Trong đó vấn đề được nhắc đến nhiều nhất là phải phát huy hiệu quả chương trình liên kết trong đào tạo nghề. Cụ thể giữa nhà trường và doanh nghiệp phải thể hiện được tính chủ động, vai trò trách nhiệm mỗi bên. Thực hiện tốt điều này không chỉ giúp giảm bớt chi phí đào tạo mà còn giúp cho doanh nghiệp chủ động hơn trong việc phát triển nguồn nhân lực phù hợp cho mình. Đối với nhà trường thì vấn đề phối hợp với doanh nghiệp là vấn đề sống còn, cho nên là phải tiếp tục giữ vững các mối quan hệ và đồng thời là mở rộng thêm các mối quan hệ, phải đào tạo và hướng vào doanh nghiệp để đáp ứng cái nhu cầu của doanh nghiệp. Còn các cái doanh nghiệp thì cũng phải tiếp tục cái nâng cao cái nhận thức, phải có một cái chiến lược dài hạn để phối hợp với cơ sở đào tạo, vừa tuyển dụng được các cái nguồn lao động đào tạo có kỹ năng, có tay nghề, đồng thời cũng phải quan tâm đào tạo lại và đào tạo bổ sung các cái nguồn lao động mà hiện nay mình đang có. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả liên kết trong đào tạo sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực gắn liền với nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động. Và để làm được điều này, cùng với sự hỗ trợ từ phía chính sách giữa nhà trường và doanh nghiệp, cần tăng cường sự liên kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong quá trình đào tạo và giải quyết việc làm. Đây cũng chính là nền tảng cho mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.